Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm ngày 3 tháng 9 năm 2023, Tổng thống Joseph Biden của Mỹ khi nghe tin Chủ tịch Tập Cận Bình không đến dự cuộc họp thượng đỉnh của G20 ở New Delhi, nước Ấn Độ, mà trước đây ông dự trù sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở bên lề, thì biết rằng không đến thì không có cuộc gặp bên lề. Tổng thống Joseph Biden của nước Mỹ bày tỏ một sự rất là thất vọng. Nhưng ông lại nói thêm, bằng mọi cách, cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ tìm gặp và nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cách làm của Tổng thống Joseph Biden gần giống như là hai đứa trẻ chơi với nhau. Một đứa giận bỏ đi thì đứa kia bảo, ơi cậu ơi, tớ nhất định phải nói chuyện với cậu nha. Thì bên phía của Trung Quốc phản ứng như thế nào? Thưa quý khán thính giả, hôm qua thứ Tư ngày 6 tháng 9 năm 2023, Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc có viết ở trên mạng xã hội, mạng WeChat, có viết một đoạn như sau, đó là, tôi xin trích nguyên văn: để thực sự hiện thực hóa hành trình từ Bali sang San Francisco, Mỹ cần thể hiện sự chân thành, thực chất. Đó là đoạn văn mà do Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc đã viết ở trên mạng WeChat. Thưa quý khán giả, tại sao nói là Bali? Bali là vì tháng 11 năm 2022, khi G20 họp thượng đỉnh ở bên nước Indonesia, thì Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden đến tham dự. Hai người đã có cuộc nói chuyện bên lề, giải quyết một số vấn đề. Nhờ vậy mà mới có những sự đối thoại sau này. Mới cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Trung Quốc, rồi nữ Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen cũng như là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ đến Trung Quốc tương tác đối thoại để mà xem thấy có những khác biệt như thế nào rồi sang bằng. Nhưng thưa quý khán giả, Mỹ nói một đường thì như tôi đã từng tường trình, Chủ tịch Quốc hội của Mỹ, ông Kevin McCarthy, đón tiếp ông Phó Tổng thống của Đài Loan là ông William Lai, tức là ông Lai Ching Tae, trên đường từ Paraguay về Đài Loan, đã ghé ngang qua New York và San Francisco. Đây là San Francisco. Thì ông William Lai đã tuyên bố Đài Loan là một nước độc lập, không có dính dáng gì Trung Quốc hết. Mà ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Quốc hội của Mỹ, vẫn đón tiếp, đi ngược lại với những gì đã thỏa thuận vào năm 1979, đã ký văn bản gọi là The Taiwan Relations Act 1979, mà Mỹ công nhận One China Policy, tức là chỉ có một Trung Quốc thôi. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, không thể phân ly được. Nên cuộc gặp gỡ ở San Francisco của Chủ tịch Quốc hội ông Kevin McCarthy là một điều gì đó bên phía của Trung Quốc rất giận dữ. Nên nói rằng là từ Bali đến San Francisco có thể ám chỉ chữ San Francisco này, nghĩa là cuộc gặp gỡ Phó Tổng thống của Đài Loan ông Lai Ching Tae, tức là ông William Lai. Ông Lai Ching Tae còn là ứng cử viên của Đảng Dân Tiến mà dự trù vào tháng Giêng năm 2024 có tổng tuyển cử ở Đài Loan. Mà hiện nay theo thống kê, ông là người đứng đầu, ông dẫn đầu. Nếu ông thừa kế chính sách của bà Thái Anh Văn và ông vận động cho việc mà Đài Loan độc lập, không dính dáng gì với Trung Quốc thì Trung Quốc giận dữ. Nên bên phía của Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc cho rằng nước Mỹ không thành thật là chỗ đó. Quý khán giả cũng biết đó là nước Mỹ sau đó lại cử nhiều phái đoàn. Nào là Chủ tịch
quân ủy ở Hạ viện ông Mike Rogers, rồi luôn cả người phó, cũng đã có những phái đoàn liên tiếp đến Đài Loan, hứa là cung ứng các vũ khí cho Đài Loan bằng mọi giá, không để cho Đài Loan bị thiếu sót, và Mỹ đã bán những chiếc máy bay F-16 cho Đài Loan. Nên Trung Quốc cảm thấy rằng Mỹ không có thành thật. Và có lẽ vì điều này nặng nhất á, nên Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn gặp Tổng thống Joe Biden. Và vì biết rằng mình làm một điều không có đúng, tức là trước đây Mỹ công nhận One China Policy, bây giờ còn đứng đằng sau hỗ trợ cho ông William Lai, tức là ông Lai Ching-ti, phó tổng thống của Đài Loan, tuyên bố Đài Loan là một nước độc lập, không dính dáng gì đến Trung Quốc, thì điều đó Mỹ là người có lỗi, đứng trên phương diện ngoại giao Mỹ có lỗi. Xin hãy nhớ, khi gặp gỡ Chủ tịch Tập ở tại Bali, nước Indonesia, vào tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Tập đã vạch ra làn ranh đỏ, nói rằng chuyện gì cũng có thể được hết, nhưng mà xen vào nội trị của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan thì không có được, là khiêu chiến với Trung Quốc. Nước Mỹ đã công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể phân ly được với Trung Quốc, thì tại sao kỳ này những người như là Chủ tịch Quốc hội Kevin McCarthy lại tiếp đón ông William Lai trong vấn đề tuyên bố Đài Loan là một quốc gia độc lập, Đài Loan không dính dáng gì tới Trung Quốc, và lại buôn bán vũ khí với Đài Loan, làm giàu cho Đài Loan về vấn đề vũ khí. Thì rõ ràng đây là bước qua làn ranh đỏ. Bước qua làn ranh đỏ. Bởi vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn gặp Tổng thống Biden là như thế, cho rằng nói một đường làm một nẻo, không có thành thật. Phải thành thật đi thì mới gặp, còn không thì không có gặp. Mỹ có lỗi nên Tổng thống Joe Biden mới bày tỏ sự mặc cảm của mình qua chính lời nói của ông ấy, đó là bằng mọi giá tôi phải gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu mà nước Mỹ không có lỗi với Trung Quốc thì một Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đâu có hạ mình xuống, làm y như nước Mỹ rất cần phải nói chuyện với Trung Quốc. Nếu mà không có làm gì sai thì cần gì phải nói chuyện tới mức độ khẩn khoản như thế. Từ Bali tới San Francisco là ý nghĩa, là miệng thì nói là đối thoại, nhưng ở San Francisco thì hành động khác biệt, một trời một vực. Có thể ý nghĩa như thế. Nhưng cũng có người nói, ô, San Francisco à, tháng 11 này có một cuộc họp thượng đỉnh, chắc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến nơi đây, thì Tổng thống Joseph Biden sẽ gặp ông để nói chuyện. Có thể đó là một sự kiện cho tháng 11. Nhưng mà phản ứng rất rõ ràng của Trung Quốc đó là họ không tin vào Mỹ. Họ nghĩ rằng nước Mỹ không có thành thật, nói một đường làm một nẻo, nên mới có lời nhắn đó ở trên mạng xã hội WeChat của Bộ An ninh Trung Quốc. Thưa quý khán giả, điều này nước Mỹ cảm thấy rất là bối rối. Vì sao? Vì Trung Quốc bây giờ mạnh rồi, mà nước Mỹ thì muốn ngăn chặn sự lớn mạnh đó của Trung Quốc. Họ dùng danh từ là containment policy, chính sách bao vây Trung Quốc. Mà khởi đầu cho sự bao vây từ Hàn Quốc qua Nhật rồi đến Đài Loan, họ mong rằng là có sự hợp tác của Việt Nam rồi Philippines, tức là cả một biển Thái Bình Dương để bao vây Trung Quốc, rồi qua bên kia là Ấn Độ vân vân, để ngăn chặn một vành đai và một con đường của Trung Quốc. Nên có nhiều khi nước Mỹ phản ứng rất là lố, đó là lố bịch, xen kẽ vào việc nội trị của Trung Quốc luôn. Và vì như vậy chúng ta thấy Trung Quốc xích lại gần với nước Nga, xích lại gần với Triều Tiên nhiều hơn.
Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã thông báo trong tháng 10, Trung Quốc chính thức mời Tổng thống Putin của nước Nga đến tham quan nước Trung Quốc một cách chính thức. Nga và Trung Quốc sẽ đối tác với nhau ký nhiều văn kiện quan trọng để đối phó với Mỹ và Tây Phương đang ngày một đơn cực hóa. Họ dùng danh từ tiếng Anh là monopolarization, đơn cực hóa. Mỹ và Nga sẽ hợp tác để mà đa phương hóa, diversification, cân bằng thế lực chính trị trên thế giới. Trong đó có việc mà mở rộng BRICS và tìm bằng mọi cách làm cho đồng tiền đô la không còn là đồng tiền độc tôn trên thế giới nữa. Việc này BRICS đang bàn luận sẽ chọn một đồng tiền nào đó nhưng chưa có nói. Khi mà BRICS tuyên bố một đồng tiền cho BRICS để mà cân bằng đồng tiền của đô la thì có nhiều mặt ưu và mặt khuyết. Ưu thì như thế đồng tiền đô la không còn thống trị thị trường thế giới nữa. Nhưng khuyết đó chính là làm cho đồng tiền đô la mất giá, thì Mỹ đang nợ 30 mấy ngàn tỷ đô la thì bây giờ quy sang tiền đô la, Mỹ như thế được lợi rất là nhiều khi mà đồng tiền Mỹ bị mất giá. Đồng tiền đô la mất giá thì Mỹ lợi nhiều lắm. Chuyện lợi và hại của đồng tiền đô la mất giá hay không mất giá tôi xin làm một chương trình khác. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đó là sự tương tác giữa Trung Quốc và Nga. Khi mà Trung Quốc đánh giá nước Mỹ không có thành thật, Trung Quốc muốn sát gần lại với Nga nhiều hơn và đã chính thức mời Nga qua thăm Trung Quốc cấp nhà nước chính thức á vào tháng 10, tức là một tháng nữa, trong tháng 10 năm 2023. Như vậy đó, trước khi mà Tổng thống Joe Biden gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Nga, ông Putin trước, gửi ra một tín hiệu đó là Mỹ cần phải làm một điều gì khác, phải bày tỏ sự thành khẩn của mình, sự thật thà của mình, chứ còn mà cứ kiểu nói một đường làm một nẻo như thế thì Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn gặp Tổng thống Joe Biden, dầu rằng ông đã công khai nói như thế, tôi bằng mọi giá phải gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này tôi đã nói rồi. Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc đã nhắn trên WeChat Mỹ phải thành thật thì mới gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình. Về vấn đề chính trị, thưa quý khán thính giả, trên quyền lợi của nước Mỹ, Mỹ ứng xử như thế là vì Mỹ cho rằng đó là quyền lợi tốt nhất cho nước Mỹ. Nhưng đứng trên phương diện của người Trung Quốc thì đó là hành động lươn lẹo, ma mãnh, không có thật thà khi đối tác. Nếu Mỹ cho rằng những việc làm mà họ nói một đường làm một nẻo vì quyền lợi cao nhất của nước Mỹ thì Mỹ đừng có đưa cái gọi là nhân quyền mà họ nói đó là chính sách tốt cho toàn cầu. Ai cũng biết rồi, đó là thuốc độc bọc đường. Làm như thế thì bộ mặt đểu giả của Mỹ ngày càng rớt xuống, ai cũng nhìn ra thì ghê tởm vô cùng. Thưa quý khán giả, nói rằng vì quyền lợi của quốc gia tốt nhất, cao nhất mà thi hành chính sách hai mặt, nói một đường làm một nẻo, rồi đi đời tới đâu cũng nói là mình mang dân chủ và nhân quyền tới đó, trong khi đó không có phải như vậy thì không có được tốt. Mỹ cần phải đánh giá lại chính sách nhân quyền dân chủ của họ, và Mỹ cũng cần đánh giá lại làm thế nào quyền lợi của nước Mỹ cao nhất là tốt thôi, nhưng mà cũng phải bày tỏ được tính cách con người uy tín, chứ không phải là kiểu lương lẹo như thế. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.